AFKMobi. Vào ngay đi chờ gì? AFKMobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghĩ. AFKMobi. Theo thông tin AFKMobi có được thì siêu phẩm game nhập vai cày cuốc MU Vinh Dự Mobile đã được nhà phát hành Funtap đưa về Việt Nam thành công. Dự sẽ sớm đến tay người chơi ngay trong tháng 10 sắp tới. Dành cho ai chưa biết thì MU Vinh Dự có tên gốc là Vinh Diệu Đại Thiên Sứ do công ty 37 Games Trung Quốc hợp tác cùng Webzen Hàn Quốc phát triển. Điểm nhấn của trò chơi là tập trung khai thác những yếu tố hoài niệm từ phiên bản MU Season 2 đến 4 với đồ họa và lối chơi cày cuốc nguyên bản cho smartphone. Chính nhờ giá trị hoài cổ kinh điển đó mà sản phẩm được đông đảo Multizen xứ đại lục đánh giá cao và quy tụ rất nhiều sao Hoa ngữ lẫn tuyển thủ eSports nổi tiếng tham gia quảng bá. Là phiên bản MU di động tập trung khai thác những yếu tố hoài niệm. Nếu sinh ra vào thời những năm 80, 90, ắt hẳn bạn đã từng nghe qua những cái tên gọi vắn tắt như FDK hay Quảng Trường Quỷ, Hội Nguyên Lâu từ lục địa MU mỗi lần ghé chân các quán net. Và chắc hẳn nếu là con nghiện game online thời đấy thì cũng khó lòng mà quên được những ngày ăn MU, ngủ MU, trường kỳ cắm tăm trên cấp hay cảm giác sướng mỗi lần nghe tiếng rơi của Charles Chaos hay là Bless. Thấu hiểu những giá trị vượt thời gian đó mà MU Vinh Dự Funtap ra mắt với mong muốn mang đến những trải nghiệm vô cùng quen thuộc mà lại vừa mắt cho những tín đồ MU online trên nền tảng mobile. Đầu game, người chơi sẽ được chọn một trong 3 lớp nhân vật để nhập vai, gồm chiến binh, cung thủ, pháp sư. Mà đối với những dân chơi MU kỳ cựu, không khó để nhận ra chiến binh là lớp nhân vật hậu bối của Dark Knight, cung thủ thuộc dòng dõi F, và cuối cùng pháp sư mang trong mình dáng dấp của lớp nhân vật sâu với chiêu thức quẩy rồng nổi tiếng. Một điểm đi vào lòng người nữa của MU Vinh Dự chính là khía cạnh hình ảnh, âm thanh và bối cảnh nguyên tác. Dù là chơi trên điện thoại, song cảm quan của người chơi là rất giống MU Online trên PC khi xưa, từ phần tạo hình nhân vật, trang bị, kỹ năng, cánh, thú cưỡi cho đến các NPC, quái vật, boss bủa vây quanh làng Lorencia, Devias, Noria. Tất nhiên, các món item thuộc từng lớp nhân vật khác nhau sẽ có những đặc điểm và chỉ số sức mạnh riêng biệt. Tuy vậy, điểm chung lớn nhất của những set trang bị là khi được cường hóa lên cấp độ nhất định, nó sẽ phát sáng rực rỡ, là minh chứng rõ rệt nhất cho đẳng cấp của chủ sở hữu. Trong khi đó, phần hiệu ứng đòn đánh ít nhiều gợi nhớ đến các tuyệt chiêu trứ danh từ lục địa MU như xoay kiếm, quẩy rồng, đâm gió, tên băng. Tái hiện lối chơi nhập vai cày cuốc, PK tự do kinh điển. Do là game mang bối cảnh châu Âu nên MU Vinh Dự Funtap cũng sở hữu phong cách chiến đấu chặt chém với những đòn thế combo hạng nặng, chắc chắn sẽ phù hợp với khẩu vị của những tay chơi ưa thích PK tranh bãi cướp đồ. Tuy nhiên, vui thôi đừng vui quá nhá, bởi chế độ trừng phạt người chơi mang nhiều điểm PK của game cũng cực kỳ khắt khe đấy. Một điểm thú vị khác của MU Vinh Dự là chế độ auto và ủy thác giới máy thông minh, giúp người chơi thoát cơn ác mộng thọt cấp, vốn là nỗi ám ảnh cực lớn của dòng game RPG bấy lâu nay. Lúc này, gánh nặng cày cuốc được giảm đi phần nào và bạn có thể thỏa sức tham gia hàng loạt hoạt động hấp dẫn trong game, hay đơn giản là đi PK săn boss nhặt đồ chẳng hạn. Những giờ phút đồng hành chinh chiến của bạn bè, chiến hữu trong gui rất có thể sẽ dấy lên cái máu cày game, chiến game của nhiều thế hệ game thủ Việt vốn đã nguội lạnh từ lâu. Song song đấy, sản phẩm vẫn sở hữu những công năng cơ bản vốn có của dòng game MU như chế đồ, cường hóa trang bị, độc ngọc vật phẩm, kích hoạt thú cưỡi, linh thú, cánh, mở bảng kỹ năng thiên phú, chuyển sinh, chuyển chức, mở bộ thiên sứ. Kèm theo đó là những hoạt động mang đậm tính biểu tượng của lục địa MU như Black Castle, Devil Square, Chaos Castle, Canturu, Pride Wolf Event, Castle Siege, Arena, khiến nhiều người khó lòng quên được ký ức hào hùng một thời. Dù vậy, game cũng pha trộn thêm nhiều tính năng và hoạt động mới ở phía sau khi người chơi đã nắm vững được lối chơi. Đơn cử, hoạt động bang chiến và công thành giờ được mở rộng quy mô, đòi hỏi sự huy động của toàn thể người chơi tại lục địa MU để tranh giành các vùng lãnh địa riêng biệt về cho phe của mình. Hay hệ thống thần binh bảo vật cũng được mở rộng với rất nhiều loại thần trang mới lạ, lần đầu xuất hiện trước mắt tín đồ MU. Hoặc công năng chuyển class linh động cho phép người chơi cày tới 3 nhân vật trên cùng một tài khoản vô cùng dễ dàng. Chỉ độc quyền ở AFKMobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bí. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngay đi.